em nói thà là cái giúp đỡ thì em mừng, nhưng mà giúp thì em cũng mừng thiệt, nhưng mà không giúp thì em cũng mừng luôn đấy. Em nói thiệt, bây giờ có tiền trong nhà mà em cũng khổ, mà không tiền em cũng khổ. Thà bây giờ kệ mẹ, em nói tới đâu tới giờ không có tiền thì mặn như xài như đi cho em còn khỏe thân em nữa. Em nói thiệt đó. Chứ tiền thì cần thì nó khổ thì em cũng phải cần rồi. Nhưng mà em thấy cũng không có ổn được, thấy cũng mệt mỏi. Cũng có những cái chuyện khó nói hả chị? Đúng rồi. Thà là anh không có tiền, thà là mặn tới đâu. Dạ. Mặn tới đâu thì xài tới đó đi, tới đâu thì hay quay tới đâu thì hay tới đó. Dạ. Nhưng mà có tiền nhiều trong nhà thì em cũng khổ nữa. Có tiền nhà trong nhiều trong nhà thì có thì nó khỏe thiệt, nhưng mà cũng vợ chồng bục đục hoài, tiền bạc hoài. Hiểu rồi. Cất giùm em đi. Đó, đây là 4 tờ cho cô chú anh chị. Chị cất sớm em đi. Cất liền đi. Thì lần đầu tiên mình đưa một cái kiểu lén lút của này nè, tại vì sợ ảnh á, ảnh thấy ảnh biết, và chị không có nguồn tiền để lo cho bé nhỏ. Chị Hoa ở Long Xuyên, An Giang đã gửi cho chị á. Em cảm ơn chị Hoa ở Long Xuyên mà gửi cho em cảm ơn nhiều dữ lắm. Em không biết nói gì hơn. Dạ. Dạ, Phong xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Thì Phong đang đứng trước một căn nhà, đó là nhà của 3 người bị sida, tổng cộng 4 người lận, nhưng mà hết 3 người sida rồi. Thì do anh chồng thì trẻ, ảnh đi ra ngoài như là tuổi trẻ mà đi ra ngoài chơi bời đó, ảnh bị sida và ảnh về ảnh lây vợ và con. Thì hoàn cảnh này Phong đã tới giúp thật là 3 lần rồi. Và hôm nay Phong nhận được tiền của một mạnh thường quân ở An Giang đó, thì Phong đến trao và sẵn gửi cho quý vị và các bạn những hình ảnh của cái gia đình mà thật sự rất đáng thương này nhé. Hãy cùng Phong đi vào để mà tiếp chuyện với anh chị và hai đứa con nha. Đi vào để mà gặp gia đình của họ nhé. Đó, bây giờ anh này nè, đó là anh bị sida đó. Sao rồi, bữa nay có đi làm đâu không? Không, phát cỏ mới rồi. Có chỉ ở nhà không vậy? Có, sao hè. Rồi, cho gặp chỉ xíu rồi. Gặp đâu. Con ra ngoài con chơi đi ha. Tại vì á, hình ảnh của con chú cũng không muốn đưa lên. Rồi, kêu mẹ đi con. Mình sao bữa nay mắt đỏ vậy? Nhậu hay vậy? Không có nhậu. Có không? Không. Tại thức khuya tới 3 giờ em thức rồi. Thức làm gì? Ngủ không được, thức. Nóng người hay sao? Không có nóng. Quen thức giờ đó không à. Hôm nay có uống thuốc đều không anh? Ngày nào cũng uống nữa. Bữa nay mắt gì đâu đỏ ao vậy? Trời gió. Trời này con mắt không đỏ kìa. Trời gió là ra ngoài giỏng, ngoài nằm tối ngày đó. Trời gió là bị đỏ hả? Giờ uống thuốc đều không anh? Đều. Để gì không uống, không uống. Hôm nay có đánh thập vợ con này nữa không? Đâu có cự. Đúng rồi đó. Thương yêu ông bả dùm cái đi do ông mà ra không đó nha. Dạ. Vợ ông nè phải nhịn. Móc tay tới nữa nè, móc tay đi uống máu nữa nè. Không nhậu nè, để mà lo cho vợ cho con nha. Dạ. Ơi. Mẹ đâu con? Nhỏ 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 thôi. Để tiếp chuyện với anh xíu rồi gặp vợ anh nói chuyện ha. Coi sao, chứ giờ đang nấu cơm hay vậy? Đồ hả? Đồ em đi ra phía sau được không? Được, đường này ra. Để em đi ra phía sau ha. Đây là căn nhà mà dắt Tôn. Thì Tôn cũng mục hết rồi. Để mình ra phía sau, mình gặp chị vợ. Mình nói chuyện với chị vợ nha. Ô chị. Cái này vô thăm chị nè. Đang giặt đồ hả chị? Bữa nay đem đi vô gửi tiền cho chị Mạnh Thường Quân ở Long Xuyên, An Giang á. Ta cho. Nhưng mà gặp ổng thì hỏi thăm thôi chứ đâu có dám nói cái tiếng gì đâu. Trời nữa vô nữa rồi. Giờ đồ của mấy bé hả? Có giặt đồ chung của ổng chung không? Không, em giặt
riêng độ con không dập ơi đúng không ạ? Đúng rồi. Con ơi, con đừng có xuất hiện lên màn hình coi ha. Đúng rồi, là cứ như giặt đồ của ổng riêng ha. Ừ, mà giặt cho mà của hai thằng nhỏ nó riêng, còn em cũng giặt riêng chứ không có giặt chung. Dạ, dạ, dạ. Giặt như thế nào, giặt đồ nó, giặt đồ nó rồi em mới giặt đồ của em sao, không có giặt không được. Cái miếng đất xung quanh này nè là của ai vậy chị? Đó, của người ta. À, của người ta ha. À, cô chú anh chị đây nè. À, phía sau này thì cũng cây cối um tùm lắm, nhưng mà phía sau này nè là cũng của người ta luôn hả? Phía sau này của bên em. À, của bên mẹ ha. À, à, à. Con khúc này. Dạ. Con chung không có như là bà có cắt nhà ở chứ chưa có ấy. Dạ. Rồi con qua đi, con qua đi con. Ừ. Nay anh đi mình hả? Chỉ có đi hả? Dạ, chỉ với bệnh viện rồi. Bữa nay bà đi làm. Ừ. Có mình em đi hả? Tại em nhận được tiền vậy đó. Ừ. Đi vô, chào. Chứ để làm chi cho người hả? Mà trong khi chị là cái người cần. Nên em tới em trao. Này, hỏi chuyện chị chút xíu cái em trao đó. Mở con cái em để địa làm sao ổng đừng có ở đây mới được. Ổng sao ổng biết được, ổng có coi mạng đâu. Biết hả? Rồi. Em vô là thấy thay đồ rồi nọ liền á. Dạ. Rồi vậy thấy đưa cho chị để mà lo cho mấy đứa nhỏ ăn uống học hành này nọ. Ổng thì cũng lo nhậu không. Dạ cũng mệt, đỡ rồi em có tiền em cũng khổ, mà em có tiền thì em khổ. Ừ. Mà em cũng khổ mà. Thì hỗ trợ thì hỗ trợ thì em mừng thiệt. Dạ. Em mừng vui lắm. Dạ. Nhưng mà cái cũng khổ mà thấy gì đó. Thôi vậy thì em tới mở hẻ hoàn cảnh người ta thấy thương đó. Người ta mới gửi. Trời ơi, mà em nói vừa nhận xong là giọt cái vụ. Thương là thương chị với mấy đứa nhỏ đó chứ. Bởi vậy cái chị mới tới thì không hiểu á, thì khi còn trách ổng. Còn cái này đi tới rồi tiếp chuyện ổng rồi này nọ thì cũng như là từ từ rồi cũng hiểu mà. Biết ha. Biết mà xong cái mình mua đồ cái đầu cái ảnh đó mình giấu rồi cái này cái kia rồi ôi mệt em cũng mệt lắm, em nó thà là cái giúp đỡ thì em mừng, nhưng mà giúp thì em cũng mừng thiệt, nhưng mà không giúp thì em cũng mừng luôn nữa, em nói thiệt. Ừ. Bây giờ hồi có tiền trong nhà mà em cũng khổ, mà không tiền em cũng khổ. Thà bây giờ kệ mẹ nó tới đâu tới giờ không có tiền thì bằng như xài như đi cho em còn khỏe thân em nữa, em nói thiệt. Dạ, đó dạ. Chứ tiền thì cần thì nó khổ thì em cũng phải cần. Đúng. Rồi dạ. Nhưng mà em thấy cũng không có ổn được, thấy cũng mệt nổi. Cũng có những cái chuyện khó nói hả chị? Đúng rồi. Thà là anh không có tiền, thà là mặn tới đâu. Dạ. Mặn tới đâu thì xài tới đó đi, tới đâu thì hay, quay tới đâu thì hay tới đó. Dạ. Nhưng mà có tiền nhiều trong nhà thì em cũng khổ nữa. Có tiền nhà trong nhiều trong nhà thì có thì nó khỏe thiệt, nhưng mà cũng vợ chồng bục đục hoài. À. Tiền bạc hoài. Hiểu, hiểu rồi. Tại vì nếu mà gặp ngay người chồng mà biết lo cho vợ thì nó khác, còn ông thấy có tiền thì nhiều khi không đưa thì nó lại cho ông cái quậy chị này nữa, cái đó là chị mệt cái vấn đề đó. Bởi vậy em hiểu chứ, em đã đi tới chị nhiều lần rồi, em biết chứ, cái nết ổng em cũng biết luôn đó. Ừ trời. Thôi gán đi chơi, gán chủ yếu mấy đứa nhỏ đi chơi. Còn tiền hai đứa nhỏ chứ còn tiền bạc này nó bệnh thì đâu phải ta hỗ trợ cho mình đó mà mình mừng phải không? Dạ. Mừng thì có mừng, cũng như mình tự nhiên mình mạnh và lành, ai mà hỗ trợ cho mình. Dạ. Mình bệnh hoạn ta hỗ trợ, mình có tiền mình xài mình biết quan tâm đó, thì mình để giữ mình
lên mình bằng ăn cái này cái kia, chứ đâu phải người ta hỗ trợ mình xài phung phí. Đúng rồi, xài chị thoải mái. Đúng rồi, xài đồng tiền còn hơn phải chi xài của mình tự mình không bệnh hoạn thì mình mặn á. Thì mình xài thoải mái, mình không nói gì. Dạ. Chứ ta cho mình á là cái chi tiêu, chứ nhiều khi mình có buôn bán được á thì nó cũng đỡ cho mình có cái vốn á. Bởi vậy người ta cũng không thể giúp mình hoài được, nhưng mà thể người ta thấy á, trời ơi ta thương, nói chuyện này sao nhìn thấy thương quá. Bởi vậy mới gửi cho chị để mở hẻ có cho trang trải cho mấy đứa nhỏ nè. Nó đó hôm nay rồi gỡ hôm nay thì tiền thì mất thì nói thẳng đó, thì bữa hôm thì cũng mấy anh ra hỗ trợ cũng cho em cũng được cho mà mấy triệu đó. Dạ. Rồi bên má thì nó biết hôm nay mà lúc tắt cái này nè thiếu tiền vật tư còn thiếu tiền. Rồi bữa hôm hỗ trợ rồi má em bác kêu qua và ảnh nói bác kêu đưa cho hết 4 triệu mà trả tiền vật tư. Dạ. Rồi em cũng sắp ra đưa cho 4 triệu và cho má trả tiền vật tư đó. Dạ. Rồi còn như để nhà thì về đây á cậu cắt rồi về đây em cắt được về cái là đưa cho ổng hết nè. Hết nè, một triệu mà 7 rồi đó. Ổng xài ổng mua đồ đó. Rồi em thì xài gì đâu, em có xài đâu, cái nào cần thì em xài, còn cái nào em cần xài, còn ổng thì ổng xài cho đã hai bữa giờ, ba hai bữa ba bữa là ổng hết rồi. Dạ. Ổng hết tiền rồi. Rồi chị qua đi con. Qua đi con. Chạy thì qua đi con. Qua lại đi con. Rồi. Nói vậy thấy chị cũng khổ tâm quá trời à. Có cũng lo, bây giờ không có cũng lo ha. Dạ. Vậy chứ mà thà là không có tiền ít đó thì để thà là em mặn nhiều thì vợ chồng nó còn yên ổn được chút đỉnh. Dạ. Còn có tiền nhiều thì em càng khổ nhiều. Em nói vậy là anh hiểu rồi đó. Dạ dạ em hiểu chứ. Chị nói là em biết rồi. Chứ phải chưa hỗ trợ mà mình biết cho người ta mình bệnh bạn bây giờ mặn không nổi thì người ta không chơi chơi qua đó. Ta hỗ trợ đó thì mình lên mình mặn cái này kêu cái đầu ơi mặn bây giờ bươi vào tới đâu thì hay cái đó. Dạ. Ăn xài còn hơn cái gì nữa. Nó không được nhậu lã giết luôn. Cái đó như thấm vô máu không rồi chị ơi. Sao mà bỏ được. Dạ, cũng ghiền luôn rồi đó. Bởi vì em cũng mệt mỏi lắm rồi. Sống mỗi tối ngày tự lộn lục lục trong nhà, vợ chồng lục lục con cái lục lục tối mà cũng mệt mỏi. Dạ. Khi nghĩ không biết cũng điên cái đầu. Như bệnh luôn bệnh nhưng mà gia đình vui vẻ thì nó cũng thấy cũng vượt qua ha. Vượt qua ông biết chuyện thì mình cũng đỡ lo. Dạ. Mà không biết thì ông không có biết gì hết trơn á. Như em cũng khỏi. Như vợ em đi một lần chị cũng nhớ ha. Nhớ chứ. Dạ. Để em quên. Dạ. Muốn đi lắm mà tại giờ kẹt chuyện đó, nói thôi để mình em đi vô. Chứ hả vợ em cũng thương mấy đứa nhỏ vậy đó. Nói vừa rồi còn nói để đem bánh trái này nọ vô đó, bữa nay đâu có đi được đâu. Bây giờ thì em thấy hồi lần đầu tiên thì có thấy chỉ qua thì em thấy chỉ cũng dễ thương. Dạ. Dễ thương mà chị cũng biết lắm mà, chị cũng biết thân cũng nhìn cũng thấu tâm can người ta lắm đó. Dạ. Cảm thông chị ơi. Ừ. Chứ có người nói sao thấm nên nói chuyện mình ấy với nhau thì nó nhỏ nhõm lắm. Dạ. Còn không hiểu rồi khỏi. À, cái này cũng giống dạ. Như là đồng cảm với nhau hả chị ha? Đúng rồi đó. Dạ. Phải chị ổng được không không nữa như người ta thì nó cho đỡ cho vợ con cũng đỡ. Ừ. Tại vì ở đây chưa ở đây thì cũng ai nghe chứ bởi vì trong nhà biết chung một nhà biết thấy cái nhãn nói thà là không có tiền mẹ đi tới đâu tới chứ có tiền thì em cũng khổ. Dạ. Có tiền rồi là cắt chứ giữ rồi chứ cũng có giữ em cũng có xài được tiền nhiều. Nói chung giờ có được nguồn tiền thì nói chung để dành được cái nào hay cái nấy chơi thủ trong nhà để mà nhiều lúc cần những cái mà nó
đột xuất vậy lên. Đó đó. Thì hôm nay đó mấy coi như mấy triệu đó đó mà xài bữa nay là dân hết trơn 2 3 ngày nay rồi không có tiền lên đó là bến nợ nhà đó. Trời đất ơi trời. Dân hết trơn rồi đó. Em có theo dõi những người bạn của em đó nó vô đây đó nè. Hết rồi đó. Đó. 10 triệu đó là dân rồi đó mà hồi lúc đó mấy anh lại đây quay phim là đó. Cái chị bà con với ảnh á cho tiền bữa trước đó cũng cho hồi bữa đó thì về cái chị bà con ở trên này nè nó xuống bà xuống mới cho tiền xuống hồi bữa đó mới vừa cho anh cho dắt một ngày đó tới lại chị chảnh nó thấy lên mạng đó chị xuống chị cho 1,5 triệu nữa là em xài 1,5 triệu đó là nha biết bao lâu nói đó rồi tới tiền tới mấy anh hỗ trợ cho em đó là em xài được 500 nó còn như là em đẩy vô không ông nhậu ba ông bữa là mới hết cả ông quậy đưa 100-200 ảnh đâu có chịu đâu phải 500 thì xài 2-3 ngày rồi hết mua bia mua rượu rồi đi chơi đi nhậu bữa hổm đi nhậu chứ ở nhậu ở nhà thì có mua nhà nhậu nhà ngủ thì em không có nói cái uống vô tửng thì hứng giác cái xe chạy dưới nhậu đi từ lúc cái chắc chiều trời mưa trời gió mẹ con ở nhà tối rồi dưới rồi vẫn bà con dưới nhậu dưới té dưới người ta kêu á người ta về ta lên ta qua ta cho hay qua bảnh cho má em hay kêu má em mà cái má em bả mới ra bắt kêu em mày đi vô chổng mà kiếm mà đi vô chổng biết mà xa chổng á té chổng á thì té chổng á rồi vô chổng kiếm kè về nhậu xỉn té bẻ cái chân mày ở đây nè trời đất ơi thấy khổ không nói nhậu xỉn thì anh thà là ở nhà nhậu đi chết còn cũng được còn này đi nhậu rồi té rồi mắt đi kiếm thì làm khổ vợ khổ con đưa thấy con tối rồi đi mà cũng biết rồi sao chứ phải chi mà em cặp cái nỗi em có không biết chạy xe nữa phải chi mà em biết chạy xe thì không nói gì nó mau đi lội á mà 5-6 giờ mà về như nhờ vô chổng có mấy thằng bạn ổng thấy đưa ổng đi tận ta nhậu người ta về nghỉ chứ còn ổng đi cho thận không biết mình về nữa mà đi vô á đi ngang múc đường luôn vô kiếm ngang cái tới đường cùng luôn rồi mới gặp ổng rồi mới kéo chỗ rồi chị về rồi đi bộ hả hay sao đi bộ em đi bộ ra tới khúc gì đó rồi cái gặp hai thằng bạn ổng đâu chồng chảy ra cũng nhậu đó rồi người ta về rồi người ta tỉnh rồi người ta về rồi gặp cái thấy vậy rồi cái ta đưa về cho ta đưa về mới mau đó chứ phải kéo ổng dẫn ổng đi về tới đây 8-9 giờ tối luôn chưa tới nhà nữa khổ gì đó. Ôi trời ơi, đúng là mình khuyên thì khuyên thôi chứ cái này nó như thấm vô máu rồi chị ơi. Lần nào chị thấy không, em vô cũng khuyên thấy không. Giống như là mình coi giống như một người anh đi, mình tới mình giúp được gì mình giúp. Em cũng khuyên không à, chứ biết nói gì nữa giờ. Bữa nay nghe chị nói rồi thấy buồn nữa. Phải chị vô mà chị được vui ấy, còn mừng. Trời ơi là trời. Đúng là hoàn cảnh của chị nó... không biết sao tả giờ nữa. Giờ không có cái đồng giờ không thấy gì giờ cũng như em mắc nợ em dám trả cho được. Không có hai thằng nhỏ này em cũng như chắc em cũng bỏ đi lâu rồi chứ em cũng sống cái nỗi rồi. Dạ. Thì bởi vì em hiểu cái nết của ổng vậy đó, chính vậy em mới hỏi chị có cái sao không đó, em mới lòn cái sao để mà nói chuyện với chị nè. Cái nói chuyện hồi móc tiền ra thấy là chiều nay cũng bị chịu đưa nữa. Như là cho em mà xài ví dụ em lấy 500 em xài mà một ngày mua đó đồ ăn là 500 ngàn đó là em xài 5-6 bữa tự lãi thì mới hết 500 ngàn. Dạ. Đó rồi ví dụ còn tiền em xài đó đưa cho 100-500 ổng đâu có chịu. Dạ. Ổng đi mua kia rồi đầu ổng nhậu hết rồi đầu cái ổng đâu có chịu. Ổng nói tiền người ta cho nhiều là phải chia hai ổng. Trời trời. Thấy rồi. Tôi nói chị hai vậy nó sống ở đây á thì lo cuộc sắc chung với mình lo vợ chồng với hai đứa nhỏ ở nhà thì bệnh 5-6 người mà có bác tử rồi em kề bệnh hoạn rồi bác tử ai hay hôm nay hai thằng con của em nó lẹ ngày nó cũng mà nó ho rồi nó ấy hoài đi kìa em cũng gầu nó chết luôn đó kìa như rồi nó cũng giống như bệnh đó, ha bệnh đó. Rồi con đi qua đi nè con qua đi cơ rồi qua đi đi tới đi luôn hoài con để cho chú ngồi rồi con qua luôn đi rồi em qua luôn đi em con đi qua ngoài trước chơi đi đừng có chạy vòng sau nữa con mày kẹt tay rồi rút ra đi con sao ở trong bữa nay sao không đi nhậu thiệt không
Vậy là có tiền mới đi nhậu tiếp phải không? Ờ, tôi sợ ông luôn đó ông ơi. Ông hứa tôi biết bao nhiêu lần rồi mà giờ hả? Thấy ông nhậu của này nữa tôi rầu dữ lắm rồi đó. Rồi cũng một câu đó nữa hả? Câu này cửa cửa miệng ổng rồi. Lúc này thì nói vậy đó, tới hồi mở hả? 500 rượu vô là cái như không còn gia đình gì nữa. Dạ. Yeah. Đi á thì em sợ đi á thì nói gì, đi á thì em sợ là đi có cái gì thì sợ là có gì ở nhà thì có vợ mà có gì ở nhà thì vợ chồng có chết bò cho ở nhà thì có vợ có con thì nó biết. Dạ. Yeah. Con này đi nhậu lỡ rồi rồi có gì chết bò chết bụi ai hay. Dạ. Yeah. Nói ông rồi và ông cũng vậy nhậu cứng cứng thì em dắt xe em chạy đi em nói làm sao nói giờ nói bây giờ nói hết. Bên mẹ mẹ cha rồi em cũng khuyên anh hết lời rồi anh cũng vậy rồi em phải chịu thôi chứ em giờ cũng không biết nói. Ổng nói mà em mà càng nói nhiều là ổng càng đi nhậu nhiều thêm. Ừ. Thôi em nghĩ nói luôn. Còn nghĩ nghĩa vợ chồng thì lo em nói quệ nó con thì còn nhỏ. Sống mà ta hỗ trợ tiền bạc cho mình ăn xài lo nhính lo mặn cái gì được mặn còn thêm nữa mình lo cho con cho cái. Dạ. Bỏ miệng ra nói lo cho con cái rồi nói ông chết rồi con hai đứa con nhỏ rồi ai lo. Ông nói tao mà có chết thì chết hết thì rồi con mà nhà nước luôn. Có câu đó đó. Ừ, giống như là ổng sống chỉ biết là mình ổng thôi chứ không có nghĩ tới vợ tới con rồi. Cái cuộc đời của ổng từ trẻ ổng đã thí thân rồi bây giờ tới có vợ rồi mà ổng cũng không biết lo nữa là em cũng thực sự lo. Tới lúc này là cái như là thực sự là thấy thương cho chị rồi đó, chứ thấy chị khổ rồi đó. Có tiền thì cũng vui mà không tiền thì ố quên, tiền cũng buồn mà thấy mệt quá. Phải khi vợ chồng không biết sống biết lo tình nghĩa, biết lo lắng với nhau thì còn đỡ. Sống vợ chồng sống như người dân nước lã vậy. Không có miếng chút nào mà sống mà nói cho mà có cái tình cảm. Những người sống như người dân vậy đó. Dạ. Vợ chồng sống chung nhà, ổng không biết nghĩ mình còn nghĩ nè, chứ ổng không biết nghĩ gì chứ. Dạ. Nghe chị tâm sự này thấy cũng mệt thiệt chứ. Thôi để nhà ổng đang ngồi thập thập trong nè, để em chi vô đây, nhưng mà em nói chuyện thiệt nhỏ. Hôm nay là không có tiền bạc đó, rồi mới ở nhà được mấy ngày đó, chứ hôm qua cũng đi nhậu về, mà nhậu về đó về, tới là nhà cửa đèn rút cơm cái con nuốt thì hở cái là nằm nó ngủ, cái đầu nó nhảm nhảm, mình thấy nó hoài, nó quỷ. Quậy quậy để mà cho lòi ra tiền ha. Ừ quậy hoài rồi nó xàm anh thấy nó dữ lắm nó xàm luôn. Trời ơi trời em thấy giết rồi. Giết rồi ra đi ra đường giết rồi xấu hổ với anh ta luôn. Hoàn cảnh dạ. Của chị thấy nó khổ tâm quá quý vị ơi. Vợ chồng á thì nghe ở thì nghe tự lộn quá là nói cái này nói kia nói. Ông nói mà dữ lắm kìa. Biết rồi. Nó xàm dữ lắm luôn á. Xàm mà ổng khôn dữ lắm. Ông nói làm sao mà người ta lòi ra tiền thôi. Còn không lòi hay là ông nói nó sốc lên đầu quá. Ừ, nó sốc lắm. Đen bóng nhẹn gió. Nó nói bây giờ bệnh hoạn này. Bây giờ sống chỉ lo cho con cho cái. Còn ham cái gì nữa mà ham muốn. Cái gì nữa. Ổng ổng nói đâu có tiền tao đi qua. Tao đi tao có tiền rồi tao không tao đi. Có ngày luôn tao không về nhà luôn. Tao nói thì ông đi đâu được đi. Đó, hiện giờ quý cô chú anh chị ha, ổng đang đứng ổng dòm đây nè. Ổng dòm á là coi có đưa tiền hay không á để mà ổng nhậu tiếp á thì hỏi á mình muốn giúp mà ổng địa chỗ này hoài á sao có nguồn tiền để mà lo cho con cho cái đây. Ây da. À, em ra ngoài rồi. Đây em gửi chị 2 triệu. Để mà chị lo cho mấy đứa nhỏ nha. Nào chị cất giùm em đi. Đó, đây là 4 tờ cho cô chú anh chị. Chị cất sớm em đi. Cất liền đi. Thì lần đầu tiên mình đưa một cái kiểu lén lút của này nè. Tại vì sợ ảnh á, ảnh thấy ảnh biết. Và chị không có nguồn tiền để lo cho mấy đứa nhỏ. Chị
chị Hoa ở Long Xuyên, An Giang đã gửi cho chị á. Em cảm ơn chị Hoa ở Long Xuyên mà gửi cho em cảm ơn nhiều dữ lắm. Em không biết nói gì hơn. Dạ, thôi được rồi chị. À, để chị họ chỉ cũng đã xem về hoàn cảnh của chị á, chị thương rồi. Thì nhiêu đó cũng đầy đủ ý nghĩa rồi. Dạ, cảm ơn chị nhiều đã thương cho hoàn cảnh của vợ chồng này. À, và chị đã gửi một chút gì gọi là tình người với nhau, cảm thông cho hoàn cảnh của chị. Em xin cảm ơn chị rất nhiều. À, chúc chị được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài và vạn sự như ý. Em đã tới, em trao. Và cũng mong cho anh chị là anh chồng sẽ hồi hướng lại, biết lo cho vợ cho con. À, chị thì được sức khỏe dồi dào và hai đứa con được khỏe mạnh. Em cũng mong chị ổng hồi hướng lại, ổng biết lo nha. Chứ em cũng một chút xíu em cũng qua ra em khuyên ảnh, cũng mong ảnh chịu nghe lời đi, cũng giá trời giá Phật chứ sao vậy. Bây giờ anh nói anh nó còn bờ, mà khi ông nói anh nói bữa nói ông có kêu cho ra hỗ trợ anh nói nè, chứ anh thì nói gì mày ông bà còn không bấm bà còn chửi người ta nó chờ bà không nói nhậu vô nói gì á. Dạ. Mà nhân đó giờ anh thiên nghĩ giờ anh biết anh biết ổng vậy rồi nói gì rồi nói về thôi đi nói giảm tiếng là tiếng gì anh thiên giờ thiên ảnh không có nghe lời đâu mà anh thiên. Dạ. Rồi giờ bây giờ là con ca mà cha mẹ anh chị ai cũng thiên. Dạ. Rồi thì cũng nói hết lời. Ăn lời tận tình tận nghĩa luôn rồi mà ảnh không nghĩa lắm. Hiện hồi em nghĩ chắc chị phải tắt ra cái số tiền đi. Để lấy ra một tờ chưa bỏ đi túi đi. Chứ nó để chung móc ra đó, mình sẽ phát hiện đó. Nha. Rồi em biết rồi. Dạ. Thì chút xíu em sẽ ra ngoài em nói cho chừng 500 thôi. Nha. Thì có gì chị lấy một tờ thôi. Chứ em nói giờ tôi đâu có tiền đâu, tôi cho nhiều. Dạ. Thì có bữa hổng đó, bữa hổng anh cũng lại đi hỗ trợ đưa cho em cái chị gì cho 500 ngàn đó. Yeah. Rồi đó là anh vừa đi về, ảnh cũng vừa hết tiền rồi, tôi đưa trước mặt ảnh đó, rồi anh vừa đi về rồi anh quay ngang qua là anh đưa lại cho ảnh gì. Chứ anh đưa đó là ảnh không đưa cho ảnh là về rồi đâu có được, ảnh nhăn đó là cái bữa đó hết tiền rồi bởi nhận em là em đi sáng lúc đó là em chưa có đưa đó. Rồi tới chiều đó là sáng bữa đó anh quay phim đó lại rồi cho 500 đó là em sang ngang tổng là ông mới nín. Trời ơi là trời, cũng đưa vô cái rượu với bia không à, thiệt tình chứ. Ở dưới bữa hổng tiền, bây giờ anh hỏi em chứ tiền thì vợ chồng không có mặn ra tiền. Ừ. Tiền á nhờ cho vợ với xã này thấy bệnh hoạn vậy đó, rồi người ta hỗ trợ cho em, với người ta cũng như lãnh tiền lương tháng đó. Rồi cho em nè, với cho ổng, với thằng lớn á. Bữa hổm cho tiền của thằng nhỏ, bữa hổm ông đi lãnh đường của tiền của em thì ông đưa, còn tiền của ổng thì ông lấy với tiền nhỏ ông lấy sơ. Ông lấy xong đi mua đồ ăn, được mua gì thì mua, bữa đó đi mua con vịt gì cũng gần mùng năm rồi. Dạ, mua con vịt gì ăn, ăn mùng năm trong nhà cúng. Dạ. Gì. Trời. Mua mà mùng năm trong nhà đó, rồi với mua miếng thịt gì đó về để dành muối chiên, mà muối thì để dành cho ổng đây, ổng nướng ổng chiên gì đó rồi để dành thủ đó, rồi ổng chiều có nướng chiên ổng nhậu chứ. Chứ hôm nay chứ con cái đoạn cho em hút cái tức không ăn đó. Dạ. Em ăn cái gì được chứ. Mắm muối gì không có được ăn, nước mắm muối gì em ăn được chứ. Em không kén chọn gì vậy. Có thể mấy đứa con em có đồ ăn, nó cũng có ăn đâu, nó trang nước tương với nó nặng cái hạnh vô rồi nó trang nó ăn cơm đó. Trời ơi, vậy mà đành đạn lấy tiền để mà đi ăn nhậu được, em cũng thấy ông này chứ. Rồi bữa đó lãnh lương tiền của con nó lấy hết trơn rồi đi quất cho, đi mua cái đó rồi còn tiền nó quất thùng bia. Mua thùng bia về để rồi cái mua đồ ăn đó rồi cái hết thùng bia đó rồi qua uống cho còn tiền cái đầu mua bia chai đó, chai mà bia hơi đó, chai mũ nước gì đó. Dạ dạ bia hơi. À, rồi đó là mua là hoài mua để tới có nước đâu, để trong thùng nước đá đó. Dạ thôi em cũng cảm ơn chị sẽ con con đừng có lú lên hình coi nha, ngoan đi con ra ngoài con chơi đi, đừng có lại lên hình. Thì cảm ơn chị cũng chia sẻ. Con, chú kêu thiệt á, con đừng có lên hình. Cảm ơn chị chia sẻ. Thì để em ra em khuyên ảnh nha. Em cũng có nói theo như ý vậy đó. Con ơi, ui, đã đâu kêu được có lên hình rồi mà. Thì để em ra em khuyên ảnh nha. Rồi, hai chị cũng chúc chị được
có sức khỏe đi để mà lo cho con cái này nọ, chứ cũng mong cho ông họ chuyển ý đi để em ra ngoài nha chị. Dạ 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 dạ.